Sáng ngày mùng 7 em xin phép chào tất cả anh chị em nhé. Sáng hôm nay thì quần áo Linh Nguyễn đã qua sử dụng. Đầu tiên em lên một con lá cây rừng này. À, lá cây Mỹ trang đẹp nha. Nhưng mà báo cáo con này là không phải của nước Mỹ đâu. Nói chung là hàng của lính chứ không biết nước nào hết. Tóm lại là không phải của Mỹ, là thời trang anh em ạ. Con này là ốc khóc nhẹ nha em. À, dài áo là 75. Dài áo 75. Khúc cây lá cây khô này. Anh em ai cần những con áo này khoác chạy đường nhẹ, hoặc là mình đi đi vào rừng ngụy trang những người, động vật, thực vật thì không cần đâu. Thì chốt con này ha, ở trong này bẩn áo gió này, anh em thấy áo cách nhiệt không? Cái lưới này này, lưới này là bẩn không bao giờ nóng, gọi là cách nhiệt, là bẩn áo chống nắng đó. Ồ, mới thì mới nhưng mà nó to anh em ạ. Wow, nè, 80-90kg. Ai 80-90kg nó bao thoải mái luôn. Ở trong có cái túi nha anh em. Túi này thao đựng tiền, đựng tiền mà khoe vậy thì lòi hết tiền đi. Rồi, ở ngoài thì túi ở đây. Bên này một túi, trên này một túi. Hai bên đều có túi. Mũ là mũ liền nha anh em. Độ mới là 93-96%. Ai ưng chốt 300.000 mã 11 báo cáo anh em, trên 90kg vẫn được luôn nha. Nếu mà bụng không to thì trên 90kg vẫn được luôn. Và con này là 80-90kg thì bẩn nó luốt này. Anh em thấy em 50 mấy ký này, em bẩn nó đâu có phùng phình nữa mà nó luốt, tức là nó bám theo người, nó tẹp xuống. Thì anh em tha hồ bẩn. Còn cái form này anh em bẩn có một form là nó có gì rút dưới này này. Đấy, nó rút lại, nó bo làm cho áo mình ngắn cũng được. Anh em thích kiểu nào nó cũng làm được. 300.000 à. Mở hàng đầu line của em mã 11 có 300.000. Tiếp quần Philot của thằng Alifort mùa đông. Có dây cái này gọi là dây ba chặt. À không phải, ba chặt. Cái dây dây yếm. Quần này dòng Philot dòng 18 này. Size của nó là 32. Hàng cực kỳ ấm luôn. Mà màu của nó là màu xám. Màu xám. Cái này có đầy đôn nhé. Em có thể đôn đằng sau vào 5 phân được nha. Cái bụng này đẹp tuyệt vời luôn. Mà đôn cái gì nữa, bụng 86. Anh em đôn về 80 được luôn. Và quần Philot ít khi mà có cái bụng nhỏ như vậy lắm. Toàn là 100 trở lên luôn ạ. Đúng không? Dài quần 106. Anh em bẩn cái này, nếu như có dài một chút nó ôm cái này lại không có bị hết. Nó gọn ở trên. Khóa là Secoville nha nhé. Secoville nha, Alifort này. Đấy, US Alifort. Cái dây chặt này anh em mà thích thì để, còn không thích mình em mở ra được nhé. Mùa đông thì chơi con này là coi như vợ mà có đuổi đi là anh em ổn rồi đó. Ở đây này, ở cái phần ống quần nó bị dơ anh em. Nó bị dơ một chút à. Chịu khó giặt giùm em cái. Còn cái bo này là nó bị lủng rồi đó. Có lủng này. Thực ra là cái bo lủng không có nghĩa là nó cũ quá mà nó lủng. Nhưng mà cái này do mình không bảo quản được thì nó lủng thôi. Đấy, dây kéo nha. Dây kéo này. Đồng xi đen. Rất là chất. Ở đây có một chút dơ nhẹ nhẹ đó. Mà con này không biết chùi khi nào cho nó hư hả. Quần này đặc biệt là nó bị dơ nhá. Mấy cái phần góc dưới này nó bị dơ nhẹ thì anh em giặt cho em cái. Lủng lỗ. Nhưng mà báo cáo con này độc ở cái chỗ là cái bụng. Quần này bao nhiêu người thích nhưng mà cái bụng bé không có đâu. Toàn là size bự không à. Đấy. Mà nó lại dòng hàng xưa cho nên là anh em nào mà cần là chốt nha. Rồi, bo nó có lỗi, mấy lỗ nhỏ nhỏ thì lỗi ít mình đưa cái kim á. Mình khâu cái mấy cái bo lại. Chứ còn mà nói mà đồ mà không lỗi thì 3 triệu mấy, bán 3 triệu mấy đấy. Cái tem sai, cái giá nó bị quăn như vỏ đầu rồi. Em bán con này có 1,4 triệu thôi này. Mã số 10. Báo cáo em nhấn mạnh lại một lần nữa nha. Ai có cái vòng bụng nhỏ như vậy, một khi mình đã thích thì tranh thủ quất nhanh nhanh em. Tới khi mình muốn, không có đâu. Còn quần này thì đây, bụng to chả bá, đây.
nhỏ nó khó lắm. Tiếp một quần mưa của Mỹ anh em. Con này là size medium long. Quần mưa nhá. Medium thì nói chung là em mở ra hết đát này. Nhỏ lại là 7-80 cũng được, mà nó to là 90. 90 ống quần thì anh em biết rồi bảo mà, có dây kéo này, có miếng dán này. Anh em có thể đôn về to nhỏ tùy thích. Dài quần là 106. Đấy. Trời ơi, con này đẹp trai như vậy mà bán. Con này có mấy cái lông á. Mấy cái lông này là dơ như kiểu lông mèo á. Rồi, ok. Quần này tầm không có được 96 nữa rồi. Ở cái line của nó hơi bị sơn sơn một chút thôi. Đấy, nhưng mà cái này anh nhầm nhí, ở dưới line anh nhầm nhí. Đó, chỉ có bị một chút bên đấy thôi. Còn ron riết thì ok hết nha. Anh em dòm cái ron này, nó còn ngon lành hết à. Chốt cho em 400.000 mã sushi. 400.000 mã sushi. Tiếp con áo này là không phải của Mỹ. Con này của thằng Thụy Điển ha. Thằng Thụy Điển này của giống của Pháp, giống của Pháp này, giống của lính Anh này. Vai 51 và dài áo là 87. 87 báo cáo anh em phải cao trên 1m74 nhé. Nó là vừa sử dụng dây kéo, vừa sử dụng bằng cúc bấm, nhưng mà dây kéo là dây kéo nhựa. Kéo hơi rít chút. Nói chung là lâu ngày không sử dụng thì nó hơi rít chút. Em kéo tới đây là không có lên được nữa rồi đó. Không kéo được nữa đó. Chỗ này bao sửa ra nha. Nó bị chẹt một chút xíu đây, mình kéo không ra được thôi. Cái con này là bự. Em đo lại cái vai phát ra. Vai 51 thì 80. 80 85 kg. 75-85 kg. Chất vải kaki mềm và mát nha nhé. Nó cũng giống thằng Pháp à. Nói áo này áo của thằng Thụy Điển nhưng mà nó lại giống của thằng Pháp. Giống của cả thằng Anh đấy. Rồi, ok, bận là mùa hè cũng được. Nhưng mà ai phải cao nhá, dưới 1m74, còn trên 1m74. Còn mà dưới 1m74 là thành bận, khỏi bận quần luôn ấy. Bởi vì nó 4 túi mà nó dài cái tấm mấy lần nè. 93-95% chốt cho em con này 400.000 mã số 8. 400.000 mã số 8 nha. Tiếp con M51 này. M51 thì nó là anh của M65 thì anh em biết rồi phải không ạ? Em review cái cổ, anh em dòm cái cổ giùm em cái này. Cái cổ thì nó chưa có nổ nhưng mà nó dơ. Cái phần dơ này mình giặt được nha nhé. Có những cái phần dơ mà kiểu nó màu khác nhau á. Màu mà kiểu bạc á, gọi là vết gấp thì không có ra đâu. Rồi, ở trên con áo này thì đều màu đúng không ạ? Mấy cái đường quát này cũng đâu có đâu. Có vết ỉn nút nhẹ nhẹ này. Đầu cài đẹp trai. Đầu cài được ấy. Dây trên dây dưới đầy đủ hết. Con này vẫn có dây vậy ta. Ở cái tà này, tà áo có dính dơ nhé. Chỗ này là nó bị lủng lỗ rồi đó. Lủng một lỗ nè. Một lỗ tâm. Nói chung con này là bị dính dơ nhá. Mấy cái vết dơ nhỏ nhỏ xíu xíu này. Nhiều nó nằm một nơi một chút mình khó chỉ phải không ạ? Đây cái cầu vai này cũng bị dính dơ nha nhé. Em xốc ngược con áo lên á. Cổ tay thì ngon lành cành đào. Cái cúc tuy là nó bể một nút nhưng mà còn nút này nè, mình sử dụng một nút thôi. Con này vải thì dày. Mùa đông ấy là làm áo khoác, mùa hè cũng được nhưng mà nó mùa đông á. Ở chỗ này thì nó dơ. Báo cáo ai mua con này là phải chuẩn bị 10 thau nước. Ai mà đi mua nước mà giặt đồ thì con này đừng nên mua. Dơ này. Dơ này. Rồi ở đằng sau đều đẹp nhưng ở dưới này cũng bị dơ này. Dơ một chút ép à. Em cầm đây em like và em ngục luôn rồi đó. Đây dơ nữa nha em. Ngay cái cùi chỏ nó cũng bị dơ này. Cổ tay này. Nhưng mà cổ tay đẹp phải không? Thường nó hay bị nổ. Nhưng mà cổ tay này vẫn còn ngon lành luôn ấy. Ai thiếu nút, lấy nút cái này đưa xuống đơm này. Cái dòng mà nút áo mà nút màu nâu này là con này giống như satin em có review cho anh em ấy. Nói về nút nâu nó là lại là đời đầu, đời xưa. Đời xưa và đời đầu nha anh em.
Ở đây nó bị dơ cái bài này, anh em ở trong có nhìn thấy không? Nhiều khi em cứ chỉ như vậy nhưng mà nó là dơ đó, nó dơ không nằm tập trung một chỗ mà nó cứ quẹt đây chút đây chút đây chút là cứ chỉ vậy thôi, chứ làm sao mà vẽ cho hết được. Rồi khóa xe cô view dây keo nhôm, đời tem in nhá. Đây đời đầu này, nói về tem in thì đấy, chữ á, chữ nhưng mà quan trọng chữ có còn được chữ nào nữa không, hay là mờ mờ. Đây nó mờ mờ này, à, đời đầu nó nâu, nó sẽ tiền vậy thôi. Cái thằng mà đời sâu hơn có nghĩa là ra đầu tiên thì chắc chắn nó không có cái chữ nào để cho mình đọc đâu. Mình chỉ biết qua kinh nghiệm thì mình khẳng định nó là hàng xưa thôi. Con này vai năm 2 và dài áo là 84. Con này là cũng là long luôn này, small long, 60-70 kg và cao trên 1m74. Ai cao trên 1m74 thì hẳn lùa con này nhá, còn dưới 1m74 thì đừng có mua. Rồi, phần trăm thì giao cho anh em, vì nó dơ thôi chứ nó còn hăng vải nha. 1,2 triệu mã số 7 nha anh em, 1,2 triệu mã số 7. Tiếp cái quần túi chéo hả, này tem trắng túi chéo. Con này là size medium regular. Medium regular là bụng 90-92 rồi đó. Con này là đời 69-100 cô tông. Tem còn rất là đẹp anh em ạ. Nó là chuẩn hàng cấp phát của Liên Mỹ nha. Năm 69. Màu đẹp. Đẹp. Dòng này là 100 cô tông rất là mát. Bụng của nó là 90 anh em. Bụng 90 em có thể đôn về là 85 vẫn được, tấm mấy cũng được, đôn về 5 phân ấy. Dài 100. Xanh đẹp không? Con này cái túi vẫn chưa có bị quát này. Chỗ này nói chung là con này đang còn giữ màu đều đẹp. Kể cả ống quần cũng đều á, đều nhá. Nhưng mà cái đầu gối của thằng này như kiểu bị chó nó cắn hay sao? Chó nó nhai là bị cái gì nhíp vào nó rách phát ngay đầu gối này. Màu rất là đều nha, nhưng mà bị rách một phát. Cái này anh em vẫn còn thịt, chứ không phải rách là mất thịt nhá. Đấy, mình mạng dứt dắt, giữ thịt lót miếng vải trong dành giùm em ấy là được. Con cái chéo mà nó tiếc quá trời. Xanh đều và đẹp ở cái mông ở đít khỉ này, em thấy cũng có một chút nó lủng qua đây một chút nữa nha anh em. Cái này lủng một chút này này. Còn anh em dòm cái đít khỉ giùm em á. Quần mà nói cái mông mà đều màu là chỉ có quần chưa có bẩn thôi. Còn quần bẩn rồi anh em có đứng cả ngày cũng phải ngồi. Mà ngồi là đè cái đít ngồi đúng không ạ? Thì phải cái đít này phải có một chút gì nó khác lạ một chút chứ. Cái này cũng có một chút nhẹ thôi nha. Rồi, quần này nếu đẹp em bán 4 triệu. Bây giờ em bán con này 1 triệu mã số 6. Anh nào mà thích thì chốt nhé. Giá tầm tiền này thì phải nói con này nó đẹp quá. Mà nó bị cắt một phát bị cái gì nó làm cái quần cái tiếc quá trời. Tiếp một con quần satin màu xanh ô liu. Satin này chỉ có 4 túi thôi, bụng 86 nha em. Cái thằng satin này thì đặc biệt không có đôn, nó không biết gì được nha. Dài quần 104, hàng cấp phát của Liên Mỹ. Dòng này xài bằng nút nha anh em. Nói xài nút là chỉ dành cho những anh em chưa bao giờ mua thôi. Còn anh em chơi xanh điệu rồi thì nói về satin là phải biết nó là mấy túi và là cái cúc hay là hàng nút, hàng kéo. Con này đời số 7 này. Con này satin đời số 7 này. Đời số 7 là nó nằm ngang hàng với cái thằng 65 đời số 7 dây keo nhôm á. 34x33 dây keo nhôm mà túi trắng anh em, đúng không? Đời 67, nói 67 là phải xanh, xanh lè luôn, quá trời là xanh, xanh rất là đẹp. Nói chung con này cái màu nó đều á, nếu mà nó có chết nó vẫn cứ giữ cái màu xanh này. Rồi ở sau mông nó cũng có một chút nhẹ thôi em ạ, không? Hai cái phần mông này nó có một chút nhẹ bớt đi, không có đậm màu bằng mấy chỗ khác. Rồi con này 93% chốt giùm em 1,2 triệu mã số 5 nha. 1,2 triệu.
quần nó bán giá rách lũng, giá 1,2 triệu là cái quần của satin rách lũng ấy, mà nó có rách đâu. Tiếp con quần này bùng 78, chất vải kaki 6 thứ hộp, con này ngắn này, dài quần chỉ có 90, có anh nào ngắn phải không trời, có 90 à, cao bằng em này, em bận mà nghe có vẻ hot hot này, cao 1m58, ai 1m55 đến 58, quất con này và không bao giờ có con thứ hai luôn ý, nói không bao giờ, chắc là 3 năm mới gặp được một con. Đúng không? Nhiều khi mình mua mình muốn cắt nhưng mà nó không cân phải không ạ? Ở trên này nó to, dưới ngắn này nhìn giống xẹt lô, nhưng mà con này lại cân đầu cân đuôi. Cái này là số đo của lính chuẩn nha. Mình chôm ở đây có vết in nút này, quần thì đều và đẹp, chỉ có vết in nút nhẹ thôi. Ở sau mông này nó có một chút dơ nhẹ nha em, dơ nhẹ thôi. Rồi 93-95%, nói 95 không được đâu, 93 đi, tại vì nó có in nút rồi đó. Xanh đều và đẹp, 400.000 mã số 4 à. Coi nào chưa biết chốt như thế nào không ta. Tiếp ở con float thì con này là mùa hè nhưng mà không biết nước nào ta. Con này có một lớp lót, nó giống float của không quân nhưng mà con này không có tem tủng gì hết, chờ em chút nha. Rồi con này có cầu vai, vai 48 là 65-75 kg, dài áo là 64 thì cao trên 1m7 cũng được, nếu anh em mà tự tin thì bận trên 1m7 ha. Ở cái phần cổ này là gọi là nó bung chỉ anh em. Anh em nhìn thấy giống này này, này. Cái đầu này này, cái bo len ấy, tới đây nó bung chỉ về, anh em chần lại cho em cái đấy, kéo cổ nó vào chần lại cho em cái nha, nó bung thôi không có sao. Còn con này lại mới đỉnh này, đây có một cái lót nửa mùa đông nhưng mà bằng dây kéo nhôm, con này nó mất cái lót à. Còn cái vỏ anh em làm áo khoác nhẹ chạy đường á, trong này một lớp phi ấy. Con này của thằng không quân ấy, cũng là chất vải kaki chứ không phải chất gì khác ha anh em. Con này đẹp, phong đẹp. Rồi ai thích làm áo khoác nhẹ thì chốt con này nè. Còn mà dài 65 thì anh em mà không có tự tin bận trên 1m7 thì dưới 1m7 cho em. Bởi vì cái thằng phi lốt thì em đã nói anh em là nó cao lên tít trên này nè. Còn mình mà bận vậy mình ngại thì mình cứ quất xuống vậy cho em nha. Rồi dưới 1m7 60-70 kg, 93%. Chốt cho em con này 500.000 mã số 3. Mã số 3, mã 3 nha. Em thấy em thấy nhiều cái em đọc mã 22, mã 22 thì anh em nghe là mã 02, rồi mã 21. Nói chung là 24 thì nghe là bao nhiêu? 21 hả? 21 thì gặp 24. Nói chung là mấy cái từ đó chắc em phải cân nhắc lại. Tiếp cái quần này Multicam chất vải chống cháy bụng 80, 8 thứ hộp hàng cấp phát của lính Mỹ nha anh em. Dài quần là 110, mới nha, chống cháy là màu nó buồn thôi. Rất là mới. Mới kem. Mới 96% luôn, 500.000 mã số 2. 500.000 mã số 2, tiếp một con quần kaki tem vàng. Hàng cấp phát của lính Mỹ, dòng này sử dụng dây kéo này. Nhưng mà nó có 4 túi nha anh em, 4 túi, 2 túi trước, 2 túi sau này. Màu ô liu, bụng là 80, quần này không có đôn điệp gì hết nha. Chuẩn bụng là chốt thôi à. Dài quần là 110. Quan trọng cái lưng, còn cái chiều dài mình cắt bớt như quần tây mình ấy. Xanh đều, nhưng mà chỗ này nó bị dơ này bà con ơi. Bị dơ nhá, bị dơ này. Rồi, qua thân bên này đều và đẹp. Đồ mới con này nếu mà mới 96 đến 98 này bán 900.000. Con này bán 600.000 mã số 1. Hết. Em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em trưa nay vào lúc 11 giờ em lại tiếp tục lên đồ lính Mỹ nha anh em. Hy vọng được anh em ủng hộ. Ai ưng cái nào thì alo cho em cái số điện thoại này nha anh em. Rồi em sẽ trả lời. Em cảm ơn và chúc mọi người một ngày mới an lành nhé.